Tử vi 2022, xem tử vi tuổi Tý năm Nhâm Dần mới nhất, có lộc về tiền bạc, quý nhân phù trợ. Tử vi tuổi Tý 2022 mang đến nhiều thay đổi trong cuộc sống, nhưng nếu bản mệnh thích nghi tốt và thuận với dòng chảy của tùy duyên thì mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp hơn. Vận hạn tuổi Tý năm 2022, những người tuổi Tý trong năm Nhâm Dần dính hạn tạm tai nên sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong công việc làm ăn, chuyện tình cảm trong gia đình. Tiền bạc có sự hao tán, tiêu hao. Sức khỏe cũng không tốt. Do vậy, nếu muốn mở rộng công việc làm ăn kinh doanh, bản mệnh nên tính toán kỹ lưỡng kẻo xảy ra đổ vỡ trong năm này. Xét theo địa chi tuổi Tý gặp năm Dần là bình hòa sẽ chủ về một năm công việc làm ăn đều không có quá nhiều thay đổi. Riêng chuyện tiền bạc thì cũng chỉ đủ để tiêu pha. Tử vi tuổi Tý năm 2022 trên các phương diện cuộc sống, tài lộc, vận trình tài lộc của tuổi Tý trong năm Nhâm Dần sẽ gặp bất lợi trong chuyện tiền bạc, đầu tư sẽ khó thu hồi vốn, thậm chí đến nỗi phải vay mượn để lo chi tiêu cuộc sống. Bản mệnh nên chú ý thị phi do tiền bạc đưa tới, việc đầu tư ngắn hạn sẽ không phù hợp và không nên giữ quá nhiều tiền mặt. Thay vào đó, bản mệnh có thể chuyển sang đầu tư vật chất hoặc mua bảo hiểm để phòng cướp giật, tình duyên. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, tình duyên của người tuổi Tý không gặp nhiều phiền muộn do chuyện tình cảm gây ra. Tuy nhiên, chuyện tình cảm gia đình chú ý có chuyện buồn dễ có tang sự đưa tới trong năm nay. Với những cặp đôi có ý định kết hôn nên tiến hành sớm để tránh những bất đồng quan điểm không đáng, dễ gây nên rạn nứt tình cảm, sức khỏe. Trong năm nay, sức khỏe của người tuổi Tý không ổn, chú ý quan tâm đến các bệnh về xương khớp. Dễ mệt mỏi, stress ảnh hưởng đến giấc ngủ và một số bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Xem tử vi tuổi Tý theo 12 tháng trong năm Nhâm Dần 2022. Tháng 1, tử vi tuổi Tý 2022 được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, nhiều mối nhân duyên tốt đẹp đưa tới. Công việc làm ăn gặp nhiều cơ hội hợp tác với khách hàng, mở rộng mối quan hệ. Tháng 2, tháng này, con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Tý tương đối ổn định. Tuy nhiên, bản mệnh cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói kẻo làm mất lòng người khác. Tháng 3, tài lộc hanh thông, thuận lợi. Những người tuổi Tý cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người thân, nhất là người lớn tuổi. Tháng 4, xem tử vi tuổi Tý 2022 tháng này dự báo công việc làm ăn gặt hái được nhiều thành quả. Bản mệnh có thể nhận được những lời ngợi khen, tán thưởng từ cấp trên. Thế nhưng, những người tuổi Tý cần đề phòng các bệnh về mắt. Tháng 5, khối lượng công việc của những người tuổi Tý khá áp lực nhưng tình hình tài chính không ổn. Những người tuổi Tý có thể phải làm việc trong cảm xúc, thu nhập không xứng đáng với công sức bỏ ra. Thời gian này là thời kỳ gieo hạt nên việc gặt hái có thể sẽ muộn hơn. Tháng 6, vận trình tài chính trong tháng này tương đối kém, dễ có việc xuất hành đi xa. Bản mệnh cần lưu ý tay chân dễ bị thương nên cần thận trọng hơn khi ra ngoài. Tháng 7, tháng này bản mệnh được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Những người tuổi Tý cần phân bổ thời gian hợp lý kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe như thiếu năng lượng, thiếu ngủ. Tháng 8, tử vi tuổi Tý 2022 trong tháng 8 cần cẩn trọng hơn kẻo mắc phải thị phi, khẩu thiệt. Tháng 9, con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Tý có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Công việc tuy phải đối mặt nhiều áp lực nhưng nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và cấp trên nên mọi việc dần sẽ tốt hơn lên. Tháng 10, tử vi tuổi Tý 2022 dự báo công việc làm ăn trong tháng này không được suôn sẻ cho lắm. Bản mệnh không nên hùng hạp vào tất cả những gì mình có trong tháng này. Tháng này là thời điểm đẹp nhất cho những ai có ý định sinh con. Tháng 11, sự nghiệp hay tình cảm của tuổi Tý trong tháng này đều không được ổn định cho lắm, đề phòng nạn tai khi xuất hành. Tháng 12, tháng này con giáp này có hỷ tính, cơ hội làm ăn nhiều. Lời khuyên dành cho những con giáp tuổi Tý trong năm Nhâm Dần 2022. Năm 2022 là năm để con giáp này cố gắng học hỏi những điều mới mẻ nhất có thể. Bản mệnh nên để tâm trí luôn bận rộn, nếu không những chú chuột sẽ dễ có cảm giác buồn chán. Tuổi Nhâm Tý 1972 đón nhận đường nhân duyên thuận lợi, ngọt ngào thăng hoa trong nửa đầu năm. Tuổi Giáp Tý 1984 cần chủ động nắm bắt các cơ hội trước khi người khác mang tới cho chính mình. Tuổi Bính Tý 1996 cần chuẩn bị để kết nối với những người bạn mới mà bạn có thể sẽ làm việc và gặp gỡ trong năm mới này. Tuổi Mậu Tý 2008 đón nhận nhiều bất ngờ trong năm Nhâm Dần. Nhìn chung, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Tý trong năm 2022 với đầy những điều mới mẻ và thú vị.
năm Nhâm Dần cũng là cơ hội để con giáp này bứt phá, cải thiện chất lượng cuộc sống lên một tầm cao mới để đạt được nhiều thành tựu hơn khi bản thân có thể tự quyết định thay đổi và mạnh dạn nắm bắt thời cơ.